Luật chơi của chúng ta ở phần 2 như sau. Sẽ có 3 câu hỏi dành cho anh chị, một câu cho chị Dung, một câu cho anh Thắng và một câu cho cả hai người. Giá trị tiền thưởng cao cực kỳ luôn. Câu trả lời lại rất đơn giản, chỉ có đúng và sai. Và xin mời hai trợ lý của trường quay sẽ ra đây đeo cho hai anh chị chiếc máy phát hiện nói dối. Khi mà anh chị trả lời một câu hỏi đúng với sự thật thì máy nó sẽ kêu. Còn nếu trả lời câu hỏi mà sai sự thật, máy sẽ kêu. Anh chị hiểu chưa? Hiểu. Thử như này, tôi sẽ hỏi chị Dung một câu và chị trả lời thật sai cho tôi. Thế là xong. Vâng. 1 + 1 bằng mấy? 4. Giỏi quá nhỉ. Phát hiện ra nói dối luôn như này. Bây giờ là anh Thắng nhé, anh Thắng sẽ trả lời một câu là nói thật. Cái này có trong tờ đăng ký của anh rồi. Câu này rồi, sẽ rồi. Hỏi câu hỏi đi. Của anh Thắng là: ngày cưới của anh chị là ngày bao nhiêu? Chú, chú hỏi nhà tôi cái câu hỏi khó khó một tí, hỏi câu dễ thế. Thế đang thử mà. Câu này thì ai mà chả biết, bạn bè tôi, họ hàng tôi, tất cả ai cũng biết hết nhỉ. Mình ơi, mình nói đi, quay ra đây nói cho chú biết là ngày cưới của chúng mình là ngày bao nhiêu. Nói đi. Sao đấy? Xấu hổ. Hôm nay được lên TV. Hồi hộp cho nên là đứng đây lâu lâu một tí để câu view câu like. Trả lời đi. Bụi đau bụng quá. Ui, sao tự nhiên đau bụng thế nhỉ? Tự nhiên đau bụng đấy. Ừ, không biết sao đau bụng quá. Này. Hả? Đừng có nói là ông quên đi nhá. Tôi hỏi ông này. Hả? Ngày cưới của tôi với ông là ngày nào? Hả? Tôi hỏi ông ngày cưới của tôi với ông là ngày nào? Hả? Ngày nào? Là ngày 14 tháng 2. Sao lại là ngày 14 tháng 2? Phải là ngày 18. Này, tôi nói cho bà biết nha. Cái gì? Bà bỏ cái kiểu đi nhá. Hơi một tí cứ nhảy vào mồm người ta. 14 tháng 2 là tôi định trả lời là ngày Valentine. Mình cưới cách đấy là 4 ngày. Cho nên là tôi đang định trả lời là ngày 18 tháng 2. Thì bà cứ nhảy vào mồm tôi là thế nào? Câu trả lời của anh Thắng: ngày cưới của anh chị sẽ là ngày 18 tháng 2. Một câu trả lời chính xác. Thấy chưa? Cái gì đấy? Ai dùng điện thoại đấy? Dạ? Điện thoại. Tại sao lại để cho chị dùng điện thoại ở trong chương trình nhỉ? Đây, ra ngoài nói chuyện, đây. Anh ơi, hả? Cái bản đăng ký là chính anh đăng ký mà anh quên. Khổ quá, lúc nãy hồi hộp, sao chú lại hỏi chứ? Tôi đã quay sang chú, tôi nháy rồi. Đáng nhẽ phải phím ngay nó là bao nhiêu. May quá, mụ vợ nhà tôi nó phọt cho cái câu đấy một cái, tôi túm được luôn, phải chưa? Thế chứ không thì chết luôn quả đấy, phải chưa? Cái gì? Được 2 tỷ rồi. Đấy. Ôi dồi ôi, chương trình này hay lắm nhá. Hỏi mấy câu vớ vẩn thôi mà được những 2 tỷ. Hình như là bọn này nó rửa tiền hay sao ấy. Đấy. Gì? Bồ truyền. 2 tỷ mà chia cho nhà nội hả? Ui con mặt điên à. 2 tỷ đấy để chia cho nhà ngoại. Tối nay còn chốt một con lô 1000 điểm cơ đấy. Dung ơi. Gì đây? Ở trong này nghe thấy hết rồi. Bà vô duyên nó vừa đấy. Sao? Đeo micro vào trong đấy nói oang điện thoại chứ ra ngoài này người ta nghe hết rồi. Cả họ hàng nhà mình nghe thấy hết rồi. Bà còn bảo là họ nội không được tí gì nhá, toàn cho họ ngoại. Bà nhớ mồm mà đấy. Tôi đùa. Bố mẹ ơi, con đùa một tí mà, trêu tếu một tí thôi mà. Vâng, chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên của phần 2. Câu hỏi đầu tiên này là một câu hỏi dành cho anh Thắng. Câu hỏi của anh như sau. Vợ anh có phải là mối tình đầu của anh hay không? Tôi xin tự giới thiệu, tôi là mối tình đầu của chồng tôi. Chú ơi, ở đây ai mà chả biết, họ nội họ ngoại, bạn bè gần xa, ai cũng biết tôi chính là mối tình đầu của chồng tôi đấy ạ. Quá tuyệt vời. Thế thì không cần gì phải nghĩ nữa cả, câu trả lời của anh Thắng lần này chắc chắn sẽ là đúng. Khoan. Để người ta phải nghĩ đấy chứ gì. Không, chị Dung này phải nghĩ. Bao nhiêu năm nay lúc nào ông chẳng nói với tôi là ông yêu tôi nhất rồi, tôi là mối tình đầu của ông cơ mà. Hôm nay có nhà nội nhà ngoại đây để xấu hổ đúng không? Đau bụng thế. Bài cũ à? Đổi bài mới đi. Ôi đau đầu quá nhỉ. Ôi, sao lại đau đầu thế? Này, tôi hỏi thật nhá. Tôi có phải là mối tình đầu của ông không đấy hả? Ông nhìn dưới kia kìa. Bố mẹ tôi ngồi kia. Bố mẹ ông ngồi kia này. Họ hàng bạn bè gần xa này. Thế bây giờ ông nói đi, tôi có phải là mối tình đầu của ông không hả? Tôi hỏi ông một lần nữa, tôi có phải là mối tình đầu của ông không? Thôi được rồi, để tôi trả lời.
con chó không? Tôi nhắc cho ông nhớ nhá, cách đây 30 năm tôi đã cảnh cáo ông lần thứ nhất, và hôm nay tôi cảnh cáo ông lần thứ... Thôi được rồi, trả lời đây. Vợ anh có phải là mối tình đầu của anh hay không? Không phải. Một câu trả lời hoàn toàn chính xác. Trời ơi, hóa ra là 30 năm nay ông lừa dối tôi à? Hôm nay đi tìm mới lộ ra cái bản mặt của ông à? Thế mà lúc nào ông cũng nói tôi là mối tình đầu của ông, là người đầu tiên ông yêu là tôi. Thế bây giờ hôm nay có họ hàng ở đây, bố mẹ tôi, bố mẹ ông, thế mà ông lại bảo tôi không phải là mối tình đầu của ông à? Sao ông lừa dối tôi à? Câu trả lời đã mang về cho anh chị 2 tỷ. 2 tỷ à? Vâng, tổng số tiền của anh chị đang có bây giờ là 4 tỷ. Ôi trời. 4 tỷ. 4 tỷ à? Vâng ạ. Sao đấy? Mình ơi! Đi. Mình ơi! Ê, đừng! Mình ơi! Thôi được rồi, tôi biết lỗi rồi. Không, bây giờ em không cần là số 1, số 2 hay số 15 nữa. Bây giờ với em, 4 tỷ là quan trọng nhất, mình ơi! Đứng lên. Thôi, tôi có 4 tỷ rồi. Nay là ở trường quay nhá. À? Tôi bỏ qua nhá. Về nhà ông chết với tôi nhớ chưa? Hả? Tôi sẽ dùng 4 tỷ này để tìm ra xem con nào là mối tình đầu của ông. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai của chương trình. Câu hỏi này là một câu hỏi dành cho chị Dung. Chú ơi, chồng tôi đang trả lời bon, cứ hỏi chồng tôi đi, hỏi tôi làm gì? Format của chương trình, câu này là câu dành cho chị. Câu hỏi như sau: con trai đầu lòng của chị có phải là con ruột của anh Thắng hay không? Không phải là con tôi thì hóa ra con hàng xóm à? Mà tôi nhá, tôi thấy rằng là chương trình hơi thiên vị đấy nhá. Hỏi tôi thì toàn hỏi câu khó hay là khó, mà hỏi sang vợ tôi toàn câu dễ hay là dễ. Nói chung là đấy là con anh đúng không ạ? Chắc chắn là con tôi rồi. Vậy thì phương án của chị Dung sẽ chọn chắc chắn là phương án đúng. Xin mời trường quay ghi nhận phương án đúng của chị Dung. Chú ơi. Dạ. Chú ơi. Cái gì ạ? Nóng quá. Cái gì ạ? Nóng quá. Nóng. Ôi giời, chị yên tâm, ở trong trường quay này 22 độ không có gì là nóng cả. Xin mời trường quay ghi nhận phương án đúng của chị Dung ạ. Chú. Cái gì nữa? Chú ơi, ngoài trời bây giờ là bao nhiêu độ? Ngoài trời bây giờ là 30 độ, còn trong này chỉ 22 độ thôi. Xin mời trường quay ghi nhận phương án đúng của chị Dung. Chú ơi! Ủa, chị ơi, chị tôi quần em. Tôi suy nghĩ một tí được không chú? Sao lại phải suy nghĩ? Tôi suy nghĩ thế. Hả? Thế con mình cơ mà. Chứ bà đẻ ra con tôi mà. Tôi bảo thật với ông này nhá. Bây giờ mình có 4 tỷ rồi. Ừ. Bây giờ nếu tôi mà trả lời câu này mà có đúng ấy, mà tự dưng máy nó lại ẻ một cái, thì có phải mình mất đi 4 tỷ không hả ông? Trong bản đăng ký của anh Thắng có viết anh là trưởng họ. Đúng rồi đấy. Con trai duy nhất. Con trai độc đinh. Đúng. Và anh chỉ có một con trai đầu lòng duy nhất. Đúng rồi. Sau đó là hai cô con gái. Ừ. Thế mà giả sử anh mà không có con trai để nối dõi thì đáp án của chị là gì ạ? Trả lời đi. Là gì? Đây, ta đang trả lời đây. Có phải con tôi không? Từ từ để suy nghĩ cho kỹ đã. Đi ra đây. Đi ra đây. Này. Đừng để tôi điên nhá. Vâng. Có cái gì mà không trả lời được? Vâng. Trả lời luôn. Đã. Có đúng con tôi 100% không? Đã. Ngươi 70-30. Sao lại 70-30? Hả? Tôi cho nói lại một lần nữa nhá. Vâng. Có đúng con tôi 100% không? Trả lời. 50-50. 50-50. Hả? Ui giời, các bác ơi, trước khi đi chơi game thì con trai em là đúng 100%. Thì chơi đến 2/3 game rồi thì 70-30. Thế mà chơi sắp hết game rồi thì còn 50-50. Bây giờ nhục cũng được nha. Trả lời. Đã. Có đúng con tôi không? Nói. Chúa. Anh đang trong chương trình. Không. Mày đi ra. Để giải quyết chuyện vợ chồng ra. Nói. Đã. Có đúng con trai tao không? Mình ơi. Nói. Đi ra. Không anh phải suy nghĩ. Anh ơi.
Anh Dương ở cạnh nhà em, anh bị chi nội chi ngoại chi con ăn khi nào chị ăn này mày muốn chi không hả? Nói nói có đúng con trai tao không? Đúng à? Trường quay đã ghi nhận đáp án, chúng ta hãy đợi kết quả. Câu trả lời hoàn toàn chính xác. Em có con rồi. Các bác ơi, em có con rồi, Vỡ tim mà chết mất. Em có con trai rồi. Với câu trả lời vừa rồi, anh chị đã có 8 tỷ. Trời ơi. Các bác ơi, em vừa có con trai, em vừa có 8 tỷ. Cảm ơn vợ nhá. Dạ vâng. Cảm ơn vợ đã đẻ cho anh thằng con trai. Năm nay nó tròn 30 tuổi. Dạ. Mình ơi. Chúc mừng anh chị. Vâng, mời anh chị về chỗ ạ. Vâng. Chú ơi, tôi bảo này. Vâng. Có khi là kết thúc ở đây thôi cho nó đẹp đời đẹp đạo đi chú. Thôi. Nhá. Vợ chồng tôi đi về đi, chú không cần đâu. Còn một câu nữa thôi. Một câu thôi để lúc khác đi. Tiền thì bọn anh là có đủ rồi. Đúng rồi. Thế bây giờ bọn anh không muốn chơi thêm nữa. Đúng rồi. Cho bọn anh về. Không, dừng lại. Bây giờ là chỉ có 5 triệu cầm về mà vẫn phải trả nợ đấy ạ. Anh chị chơi nốt một câu nữa thôi là anh chị được cầm tiền về. Một câu nữa thôi. Một câu thôi ạ chú. Một câu thôi đấy nhá. Rất dễ. Một câu. Rồi, một câu thôi. Vừa rồi là một câu hỏi dành cho anh Thắng, một câu hỏi dành cho chị Dung. Và câu hỏi này dành cho cả hai anh chị. Câu hỏi như sau. Trong suốt những năm tháng sống bên nhau, anh chị có thực sự hạnh phúc hay không? Thưa chương trình, chúng tôi xin dừng cuộc chơi tại đây. Sao lại dừng ạ? Tôi nghĩ câu hỏi này nó rất đơn giản, rất dễ. Thậm chí nó còn dễ hơn tất cả những câu hỏi vừa rồi. Bởi vì tôi nghĩ hạnh phúc nó là một cái gì đó rất mông lung. Chú ạ, hạnh phúc ý, là một điều gì đó rất trừu tượng. Dù vợ chồng tôi có nói đúng thì vẫn là sai cơ mà. Hạnh phúc không thể đong đếm được bằng tiền. Vợ chồng tôi không thể nắm tay từ tối tới sáng được. Bát đĩa còn có lúc xô mà chú. Tôi nghĩ hạnh phúc thì mỗi người chúng ta hãy tự trả lời cho chúng ta thế là đủ. Không cần phải mang ra cân đo đong đếm, và không cần phải máy móc trả lời hộ, mà cũng không cần phải đếm bằng tiền được. Chính vì vậy, chúng tôi quyết định dừng cuộc chơi tại đây. Vợ chồng là duyên là nợ. Và chỉ khi nào họ nắm tay nhau đi hết cuộc đời này mới có thể trả lời được câu hỏi rằng mình có hạnh phúc hay không. Đó chính là thông điệp mà chương trình muốn gửi tới quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Và xin cảm ơn sự tham gia của hai anh chị. Và anh chị sẽ ra về với số tiền là 5 triệu. Xin chúc mừng. Dạ, cảm ơn. Anh. Đi. Tổng cộng 2 lần mua thuốc của anh chị là 17 triệu. Trừ 5 triệu tiền thưởng là còn nợ em 12 triệu cho em xin tiền. 12 triệu nào? Cho em xin tiền 12 triệu tiền thuốc của em. Anh chị mua mà.